Ông ba có nói nhất thinh tiêu hết sử kinh, là quê lại cảnh bình minh Phật còn. Mà Phật còn mình cũng còn nữa, bởi vì cái tâm Phật có giao hòa với Phật, giao cảm với Phật. Đó. Mình nhập thể với Phật, quý vị đừng nói rằng Phật mình với Phật với thầy là khác. Đó. Chứng minh nhiều cái đoạn khế hợp Phật giáo và hảo trong cái đâu liễn chùa Tây An đó. Phật môn dục nhập tiên khai tâm môn tức Phật hòa. Nó mình điện 220, Phật với thầy điện 220 hòa. Đó, chứ có gì khác lạ, quý vị nên nhận định như thế đó đi. Giáo pháp cầu tu tánh pháp kỳ giáo hảo. Cái tánh học hiểu Phật pháp phải hiểu bằng như tánh Phật như thế đó đó. Phải hành xử đúng y như tánh Phật. Biết rõ tánh Phật thế nào thì tánh phàm ra sao mới làm mới đạt kết quả. Những cái lời lẽ đó là có những bậc cao đồ có hỏi. Hỏi những về tánh Phật tánh phàm sao thầy giải ngắn gọn vậy đó. Ông bác sĩ Trần Lý đó, ông có những tôi tớ trong nhà không, con cháu không, lúc nó làm là bức rứt, ông có căng, ông có rầy chửi mắng nhiếc không? Có. Tại nó đó là tánh phàm. Còn lúc mà ông thương xót, ông là dỗ về nó đó, dịu dàng, đó là cái tánh của ông Phật. Đâu có nói dài dòng. Cái tâm nó khởi lên một cái niệm gọi là phiền não. Nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Nó khởi lên cái buồn hờn rồi bắt đầu là muôn cửa nghiệp chướng nó mở qua để nó thu nhập vô cái tội ác không. Mà khởi cái niệm lành rồi cái lành nó cũng trùm bao luôn, thưa với quý vị. Niệm lành và niệm dữ, khởi niệm thôi mình biết để mà khắc phục nó. Trong cái khởi niệm, nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giải tri. Một khởi niệm là trời đất nghe như sấm nổ, như quý vị nhắm dấu được không? Ý tưởng thôi trong cái đầu não mình thôi. Nhân tâm sanh nhất niệm, thiên địa tất giải tri, trời đất đều biết, thông đồng cũng như là tiếng sấm vang dày khắp vũ trụ nhận hữu này. Nhưng giấu được không? Sợ gì thành thử không, không, không có dám cái niệm ác, niệm độc, niệm hiền lương. Dần dần nó quen, tập cho mình nó quen, quen 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 dần. Chứ không phải một ngày một bữa, viết rồi mình thành thói quen rồi. Giờ mình niệm tưởng, nghĩ tưởng, lành tưởng. Trong cái hằng ngày thầy nói, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, diệt cái tư tưởng đó. Bằng cách gì? Mình niệm tưởng, bắt đầu lấy bỏ hoài đó. Thầy mới dạy ông là ông Bảy, xin thưa quý vị để trao đổi một phút thêm nữa. Là ông niệm bằng cách cũng như là ông lựa giống, nó giống chắc ông bỏ vô, giống lép, giống lừng ông luyện ra, riết rồi toàn là chắc không. Cái niệm đó, trọn lành luôn, khởi niệm đầy đủ, trước sau như một. Không có đầu Phật đuôi ma. Cũng thời niệm. Thời niệm. Đồng đạo quý vị cũng vậy. Ai cũng niệm. Ai nấy cũng đều biết cái niệm. Cái người không có đạo phải có cái niệm đó. Niệm là tưởng. Nhưng ta sửa đổi khắc phục bằng cái niệm lành. Cái niệm là đúng theo cái lời Phật Pháp chân truyền. Tất cả đều tốt ở trên. Có, quý vị đừng có ngỡ rằng không ai tiếp, không ai cứu. Thầy đã hứa rồi, làm đúng gì đi là khỏi trông chờ, cũng đến khi đó có người cứu. Có Phật, tiên, thần, thánh. Nhiều cái thành phần cứu trong lắm, chứ không phải một. Dân thù, Bồ Tát, Từ Bi, Phật trong, Bà. Trong cái sấm giảng, Quyển Tư, thầy có để câu này là sao? Thầy nói là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đà nhờ máu điều, sao chẳng thế, không toan chẳng liệu. Và năm Bính Tý là đã qua rồi hả, là sao? Năm Bính Tý 1936 đó, 1936 tới 39 là thầy lập đạo, mở đạo đó. Nói theo cái sự dốt của mình đó, một ngày của tiên, một niên của phàm. Nó chỉ có 3 ngày sau chứ gì đâu. Còn mình thì 3 năm thế gian, một ngày của tiên, một niên của phàm. Chờ đợi 3 năm sau, nhưng mà có 3 ngày. Hợp ở trên thiên đình với thượng giới là cha Ngọc Đế đó, với Đức Minh Vương nó mới thương để cứu vớt, để mót
bòn một kỳ này kỳ chốt mới cho tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần, nên ra cơ khuyên giảng nhiều lần mà bá tánh không cần xét đến, thì nhắc tới nhắc lui cho mình có mặt trong thời đó mà không cần là gì, chứ phải không có đâu. Người xưa trở gót mấy lần ai hay, thời Phật thầy Tây An tới Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, ông sư giải mấy lần chứ không phải một, nào ai có tĩnh tâm tầm đạo, cứ bị theo cái thế trần không à, rồi mình quan nhiễm, rồi ưa thích mà khó mà bỏ mà gạn được. Thành thử không có nhất quyết, chứ những đã thời kỳ qua các vị ấy cũng đã tu chứng đạt nhiều lắm rồi. Thời các bậc cao đồ của Đức Phật Thầy Tây An, rồi tới Đức Bổn Sư, rồi tới Đức Thầy mình nè. Những bậc cao minh cao đồ đã có ngôi vị và có đi chứng đạt trước hết rồi. Quý vị đừng có hoang mang, làm cho đúng y rồi mình cũng bước theo dấu chân đó. Khổ lao giỏi bước mới ráng theo thầy, dở bước là bước theo thầy không kịp. Chịu cực khổ gian nan, khổ lao giỏi bước mới ráng theo thầy, mới bước kịp theo cái dấu chân của thầy được. Nơi rừng bụi đã có người mở ngõ thì nương theo dấu thỏ đừng quê dê. Tiêu diệt ngày năm đó là Ngọc Hoàng phán lệnh rồi là bắt đầu Đức Thích Ca Mâu Ni mới qua hợp với Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi vua mình nữa, cho nên rồi coi lại cái bộ sổ thì Đức là kêu Hoàng Nam Tào đó, bắt đầu hai vị hầu cận cha lành Ngọc Hoàng đó, chưa có bôi, cũng còn cái lòng nhân thương chúng sanh. Nếu bôi mình bây giờ chắc không lẽ không có mặt đây nữa thôi, thì đừng nói chuyện khác nữa. Nhưng mà mình được cái diễm phúc may mắn trong giờ phút chót, một lần cuối, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Đã là Phật rồi sao không có lục thông? Ở đây là ý muốn nói là đức cử ngài tiên trưởng nhưng mà chưa có đạt lục thông. Ngài Hội Long Hoa tới đó, tam cõi cộng đồng mới định ngôi phân thứ, mới phong thưởng cho đức cử ngài đạt được lục thông, mới được Tây Đông du thuyết, thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mới nêu, là tức là ông Nam Chèo sau này cái nhiệm vụ và sứ mạng của thầy mình. Xin thưa quý vị là tìm hiểu có bấy nhiêu đó. Cũng như hồi nãy mà Sáu có đọc đoạn đó là thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới được mới nêu, là ai thâu mà thâu là sao vậy Sáu? Thì thầy sau này có kể với bà Út đó, muốn chuyện đó còn ghi lại trong băng lít rõ ràng đó. Tôi trở về 7 ngày nói với bà Út tổ đình đó, tôi cũng nghe gần gũi tới lui thăm viếng đó. 7 ngày tôi đi rộn năm Chèo nổi lên liền, tức khắc ăn đủ số tôi mới trở về thâu. Đáng lý tôi thâu nhưng mà lỗi với thiên đình, cái luật của cha Ngọc Hoàng định phải để là cái thời gian ăn nuốt những kẻ hung, những kẻ giả tu dối đạo lừa đời. Quý vị còn nên nhớ những khoản thầy nhắc gặn lại đó, mà làm không đúng là đừng nói đợi người không tu không đạo hay thế giới mới nuốt đồng đạo mình nè. Những tu giả dối, tu không thiệt, tu thiệt tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý, ngắn gọn như đó chứ không có gì xa vời. Đến cái khi mà Đức Thầy nói bà Út tôi còn nhớ đó, là ông Năm ông nuốt rồi là thế giới nó hay tin rồi, nó đem thần công đại bác máy bay tàu chiến vô. Ông Năm khạc ra lửa, máy bay cháy rớt hết trơn, súng bắn như phủi bụi làm gì không được. Thì thế giới mới kiến nghị rằng bây giờ dòng cái bàn hương án ngay cửa định thần sau này nè, ở Hòa Hảo đó. Thì bà Út nên nhớ vừa tỏ nhang là tôi về tới, tôi đi trên mặt nước vô thì nó thấy rồi. Ông này bực kỹ nhân, bực không phải thông thường, đi trên mặt nước như đi trên lộ. Thì thầy bước vô đó, thầy nói mấy ông làm gì nó không được phải không? Đến phiên tôi, thầy nói ngắn gọn những lời gì đó, bổ qua thực lại tôi nhớ đó, từ lời. Như vậy là biến hiện lớn được, phải dùng biến lại nhỏ được.
ông Năm muốn rung mình cái là trở lại thành con lân mã, trên lưng có cái hàm ấn, bây giờ cửa tổ đình có tạc đó, đình thần đó, quỳ trước mặt thầy. Thầy mới leo lên cởi, cởi thì ông đâu có cánh mà ông bay, bay nửa lưng trời đảo biểu diễn. Quý vị nên cố gắng tu đi, cho ngon lành đàng hoàng nữa mặt sức mà coi. Rồi chạy trên mặt nước, sáng nước hết trơn đó. Vì ông Năm chèo lại có thần thông rồi. Ông Nằm với lòng đất tu rồi. Từ xấu mà tu thành cù, cù tu thành rồng đó. Nhiều mẫu chuyện lắm, để nhiều quý vị hoang mang, nhiều khi đồng đạo thì nó không có lời thầy nói để chứ hù dạ cho đồng đạo sợ tu. Ông Biển Đài các bậc cao đồ qua nhà ông chủ cua bển hỏi ông Năm chèo có thiệt không thầy, thầy mới chỉ thì nó nằm với chỗ kiểu ông chủ nè. Thầy nói cái đó như nó cơ đó, cái đầu gác tại ngã Ba Đình, cái đuôi với cồn Bà Hòa bây giờ nè, nó cồn Bà Hòa đó, hai mươi mấy cây số, mười mấy cây đó, bị ngang nằm bích sông hết trơn đó. Mà cái sự ông ăn ghê gớm lắm, tàu bè xe cộ dựng nuốt vô gọi là phép không à, xe cộ chở người lại đó dùng vô đó là nuốt hết trơn, tiêu diệt hết. Đến khi đó là thầy mới cởi về dựng bản phong thần trong Thất Sơn đó, lập lập hội Long Hoa. Mình ở trong đạo tín đồ thầy, trong cái giáo hệ Bổ Sơn Kỳ Hương Phật Thầy, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Thầy nữa, phải tin đầy đủ. Mà sao quý vị nhắc một câu cuối cùng là ông Hoa Nhu có viết là Bửu Sơn ký hiệu tu hành mới thành công. Nó thời này làm đúng theo giáo hệ Bổ Sơn Kỳ Hương là thành công. Không có ai ngoài ra hành pháp nào làm kiểu gì mà được thành công kết quả hết trơn. Chứng nghiệm. Bây giờ đúc kết gọi là học cái giáo án của bốn vị giáo chủ này nè, qua thời kỳ đó. Trong Đức Bồ Thơ, Bức Đầu Thơ, Đức Bổn Sư có nói, tôi nhớ câu mùi thân tứ giáo mới ngồi định phân. Định phân là học trò, là tín đồ đó, thời Đức Phật Thầy, Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, tới Đức Thầy, định phân cho mình biết những con lành duyên. Thôi vậy là kết thúc không? Cái này cái nữa ha, bạn dứt lời tài ha, là nghe nói là chú Sáu là cháu của Đức Thầy, mà hồi ấy giờ Đức Thầy có về thăm cháu lần nào không? Thì cái đó trong cái đó là trong cái điềm mộng, mình không mơ ước, không có đòi hỏi, nhưng mà một lần cả cuộc đời trên 50 năm rồi. Tôi nhớ lúc nọ thầy có xuống cái dinh miễu thờ Hội Quỳnh, đêm đó lúc đó trước giải phóng nha, gặp thầy ngồi đó đứng đó hào quang sáng rực. Tôi mới phát tâm lành, lúc đó hai mươi mấy tuổi phát nguyện chỉ là có lành duyên. Lúc đó thầy bận bộ đồ nào, áo nào? Bộ đồ đen áo giặt mẻ, tóc ngang vai. Nhớ kỹ trong cái điềm mộng, bởi vì là cái gì đó Phật với thầy có duyên độ trong điềm mộng, không trực tiếp nhưng cái điềm mộng cho mình ghi nhớ hoài đó, như bà ký đó. Điềm mộng rồi bà lại gặp thầy rồi khóc sôi nổi. Gặp ông này đêm hôm nè, trong cái điềm mộng còn ấn tượng vào cái đầu óc, ghi nhớ nè. Thưa quý vị hãy tin tưởng. Vậy là thầy đứng đó nói, thầy không có nói gì với ông Sáu chẳng hạn. Sau này đó là ông già đó hầu thầy nè, thầy xuống đó đi với ông chú, với ông nội nữa. Ngủ với ông già mười mấy năm, ông nói thầy nói tao, thầy nói tôi trở về gánh Hậu Quỳnh còn không bao nhiêu người. Mình nhớ cái câu nói đó là còn những bao nhiêu người gì, bao nhiêu người theo đạo, hành đạo, ăn chay làm lành, niệm lành, làm mọi việc từ thiện hết mới còn. Bây giờ đa số trong kiểm điểm trong cái gia tộc họ tôi nè, mấy ông theo danh lợi không bao nhiêu. Vừa rồi đó cúng cái dỗ là ông cố của Đức Ông với ông cố ông nội tôi chung đó, khoảng 10 người. Tôi ngồi 3-4 người huynh đệ đồng đạo trong gia tộc. Cái nguồn gốc bỏ hết trơn, gốc ông cha ta cũng tu hành, sao ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước không? Không phải nói của miệng tôi, sự thế tôi, tâm ý tôi là bây giờ
có giàu nhiều thế mấy nữa, tôi cũng mừng ở chỗ tôi giúp đồng bào đồng đạo. Yeah. Bệnh tật thuốc men, hai cái nhu cầu của tôi là cái ý niệm, quan niệm và tư tưởng tôi có một núi vàng, một núi bạc, tiền gì tôi cho, thứ nhất là đau, thứ nhì là đói, hai cái điều cần yếu, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Đó là lời thầy nói, mấy vị sư nói, ông Đức Quỳnh sao hay nói xiên xỏ, không có xiên xỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi thân chúng. Tôi đọc giảng thầy rồi mấy sư cứ nghiệm xét coi thầy tôi nói có sai không. Rồi tiếp theo một câu nữa là coi tâm kệ, làm theo mới trúng. Đúng, kẻo lạc lầm lắm bớ tăng đồ, nghe cạn lời chứ có mà hồ. Tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Nó kinh luật luận trong ba cái tạng kinh đó, chỉ có cốt tỷ cốt yếu là cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nó cái đó là cốt tỷ của ba tạng kinh. Thì thầy hôm nay gọi là tóm kết, thầy viết cái quyển gọi là Giác Mê Tâm Kệ. Thì giới thiệu cái thứ hai nó rõ trắng ra này, coi tâm kệ làm theo mới trúng. Kẻo lạc lầm lắm bớ tăng đồ, nói các vị sư đó, chứ không phải không dám nói. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết cho tài dạy dỗ, dạy tín đồ, rồi đại các chư tăng luôn. Tín đồ cùng các chư tăng từ đại sắp đến, nói năng phải chọn lời, bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy vị thầy hành đi. Đạo màu bắt chánh ráng ghi, bắt chánh đạo nếu ai thông hiểu, hành đạt đúng mức thì có thể được hiệu quả. Là thầy có nói, tôi nhớ nhiều đoạn đó, nếu ta cứ theo con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, ích kỷ tham lam, dần dần trí huệ sẽ mở mang, thì màn vô minh bị diệt. Chỉ phương pháp cho mình hành mà phải cố gắng học hiểu rồi áp dụng hành như vậy, đâu còn thiếu gì nữa, bài vở sẵn hết trơn rồi. Có sư có sách, có tổ có thầy mà làm không được nữa. Thầy cho biết là trung với hiếu, bởi cái hội thánh chọn người trung hiếu, hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức được phò chân Chúa. Trong cái sự trên cái thời điểm đó là thầy cho biết nói rõ rệt hết trơn rồi, trong hai phải có một, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hai, trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ. Đâu phải cái chuyện thầy dạy mình về cái lớp học nó thấp thỏi, đâu phải thấp. Các cái bậc cao đồ từng hỏi thầy, thầy nói tín đồ tôi có ba hạng, một hạng là được tiếp kiến với tôi, được sự giáo giáo độ chỉ dẫn, được nghe lời Phật pháp, rồi thứ hai nữa là lãnh hội được thời kỳ. Nhiều thời kỳ thầy đi giảng đạo, đi khuyến nông đó, đó là phần bổn đạo tín đồ thứ hai. Thứ ba là cái lớp hậu tấn, như thưa quý vị là thời nay nè, tôi đâu có gặp thầy, đâu có nghe pháp được, đâu có nhận thức được bao nhiêu, mà chỉ coi giảng kệ giáo lý của thầy thôi mà nhận thức vì chân lý Phật pháp quả quyết. Là thầy mình là Phật chỉ dẫn con đường cho mình bước theo dấu chân đó này. Giỏi gót, thầy có nói giỏi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui về xem hội Long Hoa. Hội Long Hoa đó nếu mà đã giữ được rồi thì chứng quả hết trơn à, thưa quý vị đó. Để giữ trong đó là khóa sinh coi như ưu tú chọn lọc, các chư Phật đọc giảng thầy đó, từ nay lựa tuyển, đã lựa rồi được mà còn phải tuyển lại, coi là đức hạnh hiền từ. Phải hiểu từ lời, từ lẽ, từ câu, từ chữ,
rõ rệt như vậy mới cố gắng sửa đổi. Nó là hành mới đúng, làm mới đúng, không bao giờ xa chạy. Tin chắc lời thầy dạy chẳng có ngoa, và chẳng bao giờ nói tu theo cái hạng nói là cư sĩ nhưng mà khó thành đạt đạo quả. Nhưng mà sau này thầy đã nói với Biện Đài, tôi có gặp ông Biện, là tức là ông Dượng Rễ nè, ông nói là mày nói vậy đó, thấy vậy đó, cái câu thầy nói là bổn đạo đông chở xuồng dông không đầy, nó đa số bây giờ thường nhắc, nhưng mà đức thầy cho biết với ông Biện Đài, ngày sau này tao trở về để đắc đạo vô số đếm, học cỡ nào cũng vậy phải có đếm số được, tính lên được, thành lập được biết bao nhiêu cái nhân số, nhưng mà thầy nói vô số đếm là không còn nói vậy. Vô lượng, nói gì vô số gì vô lượng trong cái từ ngữ của Phật pháp, kinh luật giáo điều của Phật, của tổ, của thầy. Thưa với quý vị, bây giờ chẳng nói dòng dài xa vời nữa, thời kỳ tóm kết 80 mấy năm nay rồi, thầy đã lập giáo mở đạo, mà có ai cái trường đời quý vị nhận thức coi, hiện trường đó, về cái đẳng cấp sở học đó, đâu 80 mấy năm mà không học thuộc bài, rồi không hiểu rõ, không nhận thức được lời thầy, lời Phật, lời tổ dạy, thì mình tu như thế nào, đâu có tiến bộ được. Cho nên tôi mới nói nhiều khoản, cũng đồng thời một trường tu, quý vị cũng học, tôi cũng học, tu cũng tu, kẻ thì phát huệ, người ngu suốt đời. Từ cái ngu đó ở đâu, mình không giác hóa được cái vô minh, cái tối tâm mê dốt, tại nó nói cái từ ngữ, nghĩa ngữ trong đó đó. Vô minh là cái gì? Cái tối tâm mê dốt, nó che án cái chơn linh, chơn tánh của mình. Ai, tất cả chúng ta ai nấy đều đồng thể như Phật vậy, nhưng mà phải cố gắng trau dồi sửa đổi từ ngày, từ giờ, từ phút, chứ chẳng phải nói là một thời, một lát, một lúc, một thời điểm. Tôi đã nghe nhiều mẫu chuyện mới nhớ lại là thầy tiếp kiến với ông Sư Đức Minh núi Ông Cấm đó. Thầy hỏi gì chứ ông xuất gia được bao lâu rồi? Ông trình bày nói là tôi xuất gia 40 năm. Thầy hỏi lại gặn câu thứ hai nữa là để gợi lại cái thể tánh của ông đó. Ông có xuất lần nào nữa chưa? Có nghĩa là xuất ở đây là chưa xuất khỏi nhà lửa của tâm giới. Cái thân xuất nhưng cái tâm chưa có xuất. À, rõ ràng vậy đó. Cái thân đã ly ra, xuất ra nhưng mà cái tâm chưa ly. Chưa có lìa cõi trần, còn dính líu. Cho nên thầy mới gợi lại cái mạnh mà ông không hiểu. Không có thể đáp lại cái ngụ ý của thầy. Nhiều cái đoạn mà đồng đạo nói thầy mới kể, tôi không có chủ trương xuất gia ly gia cắt ái gì đó, hàng cư sĩ. Nhưng mà đến khi thời điểm dự hội Long Hoa đó, coi ai được cao được thấp thì sẽ biết tín đồ tôi cư sĩ không. Nó phải nói chuyện đơn giản. Quý vị, tôi thường nói với các bậc sư là thượng tọa đại đức đồ, đừng nghĩ rằng hàng chúng tôi là hàng cư sĩ thấp thỏi, nông cạn, kém cỏi. Quý vị có coi trong kinh Đại Thừa chưa, Đức Phật tán thán cái hàng cư sĩ sau này nè, bực cái hạng nó là cao siêu, học thức hành pháp cao được không? Có, khó mà đạt chứng quả cao lắm. Là vì thời kỳ này đó, tu phải nhằm theo cái thời kỳ, đâu phải nói đạo đức mà thời kỳ nào như thời kỳ nấy. Thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế là cái bậc thượng căn, nó mới tu thiền mới có thể chứng đạt, mà cái thiền chưa có chứng đạt rốt ráo mức tối diệu đối với pháp thiền là Như Lai thiền, chứ không có thể nói thiền đơn giản thông thường đâu. Dùng cái từ ngữ gọi là thiền, có đạt tới mức độ Như Lai thiền ngang đẳng cấp của Như Lai tối diệu chưa? Thưa với quý vị, thì sao mà hỏi gì mà cái vụ mà hôm nãy mà dù mà cái cây dừa mà trước mới nhiều anh em đồng đạo mà nói vụ cây dừa ở sao hè của mà Tổ Đình gì còn không sao? Dừa trước của Tổ Đình dạ, ăn sao đó, sao là ý nghĩa sao mà có cái cây dừa đó mà cũng có nhiều mối chuyện đó sao? Tôi cũng nghe lượm lặt chút ít thôi, hồi đó thầy dặn Đức ông cả đừng đốn mấy cây dừa, mấy cây dừa lâu năm rồi đó, để ngày tôi trở lại là để chi, để tín đồ tôi là làm không đúng,
là không tin đầy đủ, không ngờ thầy còn trở về nữa. Cái nghĩ rằng thầy đã vắng mặt rồi, không trở về đây tổ đình nữa. Rồi đến khi đó thôi, tự hối hận rồi đập đầu vô gốc dừa. Rồi sau tôi mới nghe một giai đoạn khác nữa là mới hỏi gặn lại là đức ông đã mất rồi, nhưng mà thời kỳ đó cô Năm tổ đình con đức ông đó mới chỉ huy hạ mấy cái dừa đó. Nghe thầy dặn rồi cũng mới sực nhớ sợ, cổ vô Tam Bảo, cổ sám hối. Con lỡ lầm rồi, không biết cái chuyện này, cái chuyện thầy đâu có nói đơn giản. Việc nào thầy dặn là phải có thực hiện trong cái điều bí quyết ở trong đó. Nó có cái màu nhiệm, có cái sự ứng dụng trong đó. Chứ đâu phải thầy nói chuyện nào mà đơn giản đâu. Bao nhiêu điều, bao nhiêu lời, bấy lâu thầy dạy muôn lời, lời nào không có một lời thôi. Khi trời cũng ưng, thầy thường nhắc tới nhắc lui hoài, lời nào tôi dạy kỹ càng lắm, bổn đạo ráng nhớ, không có điều nào sót hết trơn, tỉ mỉ lắm. Sau này cố gắng, nhưng mà chúng ta xin thưa với quý vị rằng học đạo phải giàu nhiều giữ ích. Thầy có nói là một chữ cũng thi, hai chữ cũng thi, chứ đừng nói rằng học không có thi. Đến cái trường thi đó, cái môn nào tự cho quý vị nghiệm xét đó. Thiên kinh giảng pháp, giáo lý của thầy giảng kệ đó, của Phật cũng vậy đó. 84,000 pháp vào thời kỳ mạt kiếp, hạ nguyên mạt kiếp là hết cái chu kỳ này rồi, sắp mãn rồi. Trở lại để cho quý vị nhớ nhắc lại thôi, chứ chẳng phải dám dạy ai. Thưa chư huynh đệ, đời cùng có nghĩa là hết rồi, cũng như bây giờ gần đây nè, sắp hết, mãn cái năm là Nhâm Dần, sẽ bước qua năm Mẹo đó. Nó ngắn gọn vậy đó. Còn cái chu kỳ của Hạ Nguyên, thầy bởi vì khuyến khích gấp rút, là tính thời gian thầy lập đạo đến nay là 80+ năm rồi, năm Kỷ Mão đó, 84 năm rồi đó. Chứ đâu phải mau, lo trước khi, cho đồng đạo cố gắng trao sữa, nay không được, mai cũng được, làm trật tới trật lui hoài. Thì thành ra là thiếu cái sự cương quyết và thiếu cái bản lĩnh, cái bản năng của mình, nghị lực của mình, nhất quyết là phải chọn lấy con đường theo thầy, theo đạo, không có lôi thôi. Việc đạo đức bất cần thối thắng, sự tu hành ngay thẳng lần hồi. Bữa nay không được thì mơ cũng được, mơ cũng được thì mốt cũng được, cố gắng mà trao sữa thì nhất quyết là phải được đạt thành cái sở nguyện của mình, một ngày nào trở về gặp Chúa, gặp Thầy và dự hội Long Hoa. Trong đó đâu phải chuyện dễ đâu quý vị, đến khi đó là Thầy cũng nói rồi, ông Ba cũng nói đó. Cái cửa ngã bát để vào trường thi đó, hội Long Hoa đó, là ở trên cầu chết bây giờ đó, là ông Ba đứng đó xét đạo, Châu Thiên xét đạo Dĩ Tri Năm Kỳ. Xét phần lớn là mình có đáp tròn cái nợ tứ ân, bổn phận con dân trong đất nước, bổn phận người tín đồ phải đền đáp tứ đại trọng ân, là xong cái cố gắng làm đầy đủ đi. Thì tứ ân đã trả mà chẳng còn tội căn, một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lạc, phong thần bản ghi. Hai cái vấn đề đó. Bởi thầy hỏi các cái bậc học giả cao minh đó, ông coi giáo lý giảng kệ tôi có được mấy bản. Ông kia lắc đầu không hiểu là ý thầy dạy sao. Thôi giờ nói cho ông hiểu, có hai bản. Một bản được phong thần, nhưng một bản nữa là được kết nạp giảng sanh vì cực lạc, Đức Phật A Di Đà đến khi đó tuyển chọn. Ông Ba có nói là kẻ mé biển, người thì ở đầu gành, Phật gươm để đó, người lành được quy tay. Rồi kiểm điểm trọn lành trọn sáng. Thế nào là trọn lành trọn sáng? Phải biết rõ từ ngữ, từ câu, từ chữ một, mình mới áp dụng trong cái cuộc sống, cuộc đời hành đạo của mình. Thưa với quý vị như thế đó, mới được hưởng sau này, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo, không còn nằm trong bánh xe nữa, qua đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Chứ
quý vị hãy tin tưởng, hãy tin sâu vào lời Phật, lời Thầy. Một ngày nào ta được diện kiến Đức Thầy là Tôn Sư, được diện kiến là Thánh Chúa, các bậc là Chư Quan Cựu, ngày sau là mình không hổ mặt. Được rạng rỡ cái danh Thầy đó, trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng. Cái trường thi sau này là khắp thế giới năm châu, chẳng phải của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay Bửu Sơn Kỳ Hương không. Một cái kẻ đó đó, xin thưa với quý vị, tôi cũng lượm lặt nhiều câu là Liên Hoa, dự cái hội Liên Hoa, Liên Hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Tôi lương đóng là ai, chân tu là như thế nào? Nếu thiệt chân tu là cái kẻ người ta không có tôn giáo cũng vẫn được đắc dự trong cái hội Liên Hoa. Liên Hoa kẻ thiện được lên, dầu cho cái không tên đạo gì. Nó bên hội Thông Thiên Học đâu có cái vị giáo chủ nào chánh thức theo tông phái nào đâu. Nó ta cũng áp dụng ăn chay trường, rồi hành thiện, làm mọi việc xã hội. Cái nào lợi ích cho nhân quần xã hội, cho đồng bào, đồng đạo mình thì nên làm. Thưa với quý vị, bao nhiêu lời hôm nay là kể như là cái gọi là dòng pháp cuối. Mình nói dòng do hoài cũng vậy hoài chứ không có gì khác hơn nữa. Giáo lý giảng kệ tóm tắt. Thầy nói cho mình biết là chừng nào mà hiểu được là Thầy mới thôi dạy là tròn cái nhân đạo đó. Hành xử nhân đạo đúng rồi thôi. Đến đây cạn bút viết lời, Thầy nói đó. Hôm gần có vụ mà trên núi Sáu có cái dần hào quang sáng lạ lắm. Đó là cái điềm lành, điềm tốt, điềm dữ gì sao? Thì ở dưới đó là xin thưa với quý vị cho biết là đóng góp vô nữa. Anh Tám tôi cũng có đi dưới hang núi. Ông Tám cùng ấp, ông đi ở 3 ngày đó. Là dưới có đủ hết trơn rồi. Đó. Đền đài cung điện đường xá chỉ cũng như là dở cái lòng bàn lên, úp cái đồ trong đó, những đồ vật trong đó, nói gần hơn vậy. Đâu có thiếu, bởi vì chiếu dịu lên ngoài đó. Chiếu dịu lên ngoài một lần là đến thời kỳ mức độ rồi là sáng tỏa hết trơn rồi, quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của Phật trời để dành sẵn cho mình. Ao ước có bao nhiêu thưa với quý vị, nên cố gắng mình làm những việc thiện, ý nghĩ thiện, hành động thiện, tư tưởng thiện hòa, nhắc tới nhắc lui hoài, có bao nhiêu dòng do hoài, cứ việc cái điều nào, việc nào, làm gì thì phải cố gắng làm cho cũng như tốt lành. Trong cái sấm giảng Thầy có nói là ít lâu ta cũng trở về, đó là chừng nào mà Thầy về vậy sao? Khuyên cùng bốn đạo chứ hề lãng sao, trì lòng chứ khá núng nao, từ đây nhân vật mồ ao lần lần. Tôi cũng được nghe thường gần gũi như ông Út Tổ Đình đó. Ông Út là em của Đức Ông. Thầy nói tôi trở về đây, nói cho quý vị nghiệm xét lời tôi có nói ngoa hay không. Là tôi ngồi kiết già phía trên trước cửa tổ đình đó, là hai con rồng phụ thể, rồng thiệt nghe. Thầy dặn mút rõ ràng, nói gặn lại lần nữa, rồng thiệt chứ chẳng phải rồng giấy hay rồng giả. Nó hào quang sáng rực. Tại sao ta mới nghĩ rằng là Đức Thầy là Phật, mà sao gọi tiêu biểu cái đó là vua. Rồi trở lại để tìm qua cái bốn chữ giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương coi. Quân sư trạng trình minh mạng tái sanh. Trở lại làm vua, sau này là đất nước Việt Nam là thống lãnh năm châu bốn biển. Được cái diễm phúc mà nghe nhiều quý vị nói tôi hít sức ngỡ ngàng. Việt kiều mình ở nước ngoài, ngày qua tiếp kiến với Trúc này nó ở Mỹ. Bà con thân nhân rồi này kia quen đồng đạo, nó trở về Việt Nam sống cực khổ đó. Việt Nam không có bằng. Tại cái hữu phước là Phật và Thầy ở trên cha Ngọc Hoàng là Đức A Di Đà, rồi tuyển chọn là cái đất nước Việt Nam, dòng giống Việt Nam là hiền đức, là quý báu nhất trên thế giới năm châu bốn biển sau này nè. Rực rỡ, chứ đâu phải mà lơ khơ quý vị quá non kém mà xin thưa đó. Coi giảng kệ những lời Phật Pháp, mấy chục năm trường mở miệng nói.
sao bằng. Cảnh tiên đó thầy nói đó, cảnh tiên rực rỡ mà cảnh tiên trển chưa bằng cảnh đời thượng ơn. Bồng lai chẳng dám đến so cân đó. Các cái tầng trời, 36 tầng trời ở thượng giới, Đức Ngọc Hoàng cầm quyền dưỡng quản mà. Cái cảnh tiên đời thượng quân là hơn. Yeah. Hơn đó nữa đó, chứ phải xưa quý vị. Nói những thời Pháp, tôi dám nói nhiều khi nói lớn, là Đức Di Lặc nói những thời Pháp chưa từng có, thời Đức Thích Ca Mâu Ni chưa giảng thời Pháp đó. Pháp này tối thượng thượng, phải vừa đó. Bây giờ học quá sức mấy chục năm trường rồi, đâu phải học ít. Thầy dạy mở đạo lập đạo đến nay là bây giờ ta cố gắng học mấy chục năm trường rồi. Bởi vì cái hạng sau này là được tuyển chọn sinh viên ưu tú không. Chứ chẳng phải hạng là thấy cư sĩ gì đó, quý vị đừng nghĩ rằng thấp hạng chưa chắc. Các nhà sư bây giờ quý vị nghĩ rằng Phật giáo hảo tu sao tiến kịp bằng. Các nhà sư người ta cao minh, hành pháp cao, hành sâu nhiều hơn. Trong cái đoạn của ông ba hay là của ai mà có đoạn đó là ngồi trên đỉnh núi treo leo đó, là đỉnh núi nào mà treo leo là sao vậy? Có một câu đó là sao nói nữa mới biết cái giải mã cái thôi, kêu bằng cái mệnh này. Thấy trong thiên hạ như bèo vô sông đó là ai ngồi trên núi vậy? Thì trong cái bốn vị đó, Bửu Sơn Kỳ Hương đó chứ ai, thời đó ông Đức Phật Thầy, rồi Đức Phật Trầm, rồi ông Sư Giải, nói tới nói lui lòng vòng đó chứ đâu ngoài ra. Bởi quý vị nhiều khi tìm hiểu những cái danh từ, thầy nói nền đạo đức ta bài quá cạn mà dương gian còn cạn danh từ. Đúng, ngoài ra trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nè, là từ Phật Thầy là giáo tổ lập ra cái tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương là gì, là cái đầu tiên. Nhưng mà so với vấn đề thiền đó là vị đó là hơn các vị thiền sư đó. Thiền sư chẳng bằng Phật Thầy Tây An. Các vị thiền sư thượng tọa đại đức đồ thua đó, thời kỳ đó. Để so sánh đó. Kể nhiều mẫu chuyện ly kỳ lắm rồi, ông Hay Du cũng viết lại đó. Mấy ông sư bây giờ nói qua pháp thiền chắc lẽ là Phật Thầy thiền không lợi mấy ông sư. Thôi giờ mấy sư, tôi cũng bằng ý thiền nhưng mà các sư thiền thế nào? Tôi thiền ở đây đốt cái chuông đại hồng chung đỏ. Tôi ngồi đây quý vị sư cứ lấy úp, úp trầm thân tôi nè. Úp để chứng nghiệm rồi dở ra thầy, Phật Thầy ngồi thẳng nhiên. Mấy sư nhắm hơn không? Mà thời kỳ này á, là mình ít đổi học hỏi lượm đạt. Nhưng pháp thiền là chứng như sao? Thiền tông yếu chỉ vô sanh pháp, đắc pháp vô sanh, vô sanh pháp nhẫn tại thế gian. Từ thời lục tổ đến giờ có người nào chứng đạt vô sanh pháp nhẫn tại thế gian chưa? Chưa. Thưa quý vị, khẳng định như thế đó. Thời này chỉ có cái pháp là gọi là pháp tịnh đó, tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, sau này được là cao trội hết thảy đó. Những cái điều để so sánh cho quý vị, để trao đổi một chút ít thôi. Thầy hỏi ông về pháp thiền, pháp tịnh đó, ông Hương Hòa Phỉ đó. Tôi bây giờ tôi nói với ông, pháp thiền tức là con ngọt đục từng mắt tre lên đến tột đỉnh mới vượt ra khỏi cái tam giới. Còn tôi con ngọt đục ngang mắt tre, nó tu pháp tịnh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Cái nào hơn, cái nào mau? Rồi trở lại nói cái câu trong kinh nói, dư môn học đạo như nghị tử đăng ngư cao sơn, niệm Phật giảng sanh như phong phàm du thuận thủy. Mấy ông hành pháp thiền như con kiến mà bò vòng quanh tới núi đâu phải. Nói để gợi lại mấy ông để so sánh thực tế như vậy. Quý vị nên nhớ để khẳng định rằng mình cố gắng hành trì pháp môn tịnh độ và làm các điều thiện thì tin chắc sau này. Rồi thưa quý vị, lời cuối cùng chúc quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành, để một ngày diện kiến Đức Công Sư và chầu Thánh Chúa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.